Hello anh em nhá, thì lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả anh em quay trở lại con 68 game bài này. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu tài xỉu ở bên con 68 game bài này anh em nhá. Thì lúc nãy thì mình vừa mới ngồi mình nghiên cứu cầu. Đấy, mình nạp tiền xong mình nghiên cứu cầu được 15 phút thì mình đã lên video để mình chơi cho anh em xem về con 68 game bài này. Đấy, trước khi mình nạp tiền vào thì mình cũng đã xem xét cầu rồi. Cầu nó chạy như cầu chạy đẹp thì mình nạp. Còn cầu mà nó chạy bị loạn cầu, nó nghịch cầu nhiều thì mình sẽ đợi ngày mai. Nhưng mà lúc nãy thì mình thấy cầu đang chạy khá là đẹp nên bây giờ thì mình sẽ vào mình chiến đấu con 68 cái bài này anh em nhé. Đấy, thì ở đây thì nó đang nhả này. Đây, bây giờ thì nó sẽ nhả xỉu hơi nhiều ấy. Bây giờ nên là chưa cần phải soi đâu anh em ơi. Chưa cần phải soi xí ngầu, chưa cần phải check xí ngầu đâu. Check cầu thế này thì cũng đã biết được rồi. Đấy, check cầu tổng quan này cũng biết nó đang nghiêng về tài. Thì bây giờ thì phía sau này tôi sẽ nhả xỉu. Đấy là cái cá nhân chơi của mình cũng như là cái cách nhìn cầu tổng quan của mình. Thì mình thấy ván này nó sẽ nhả xỉu khá là nhiều. Còn nhiều anh em có cách soi cầu khác thì lấy là anh em có thể áp dụng riêng của anh em cũng được. Mà anh em có thể nhìn cách soi cầu của mình cũng không sao. Đấy, nên là mình cũng không dám chắc được 100% đâu anh em ơi. Tay đầu tiên thì nó vẫn đi tài anh em, nó vẫn đi tài. Đổi thôi anh em ơi, đổi 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 đổi. Bên kia thì mình nghĩ nhà xỉu nhưng không anh em. Không nhà xỉu. Nó vẫn đi tài. Bên này thì vẫn đi tài anh em, 32323. Đây là 3323. 3323 thì quả này thì chắc là phải soi xí ngầu rồi anh em ơi. Đấy, tổng quan không được thì chúng mình soi xí cầu anh em nhé. Chúng ta soi xí ngầu. Ở đây nó là con 5. 5 12 17. 17 12 5 5 một anh em phang xỉu. Quả đánh 3M luôn anh em nhé, phang luôn 3M này. Thua tay 2M phải gấp lên luôn 3M, chơi làm sao cho có lãi được anh em ạ. Chứ cần để mình nói rằng là chơi mà không không có lãi thì nó hơi vô lý cũng như là anh em hơi hơi mất công với cái việc anh em chơi tài xỉu mà anh em không sinh ra lãi. Đấy, chơi tài xỉu nó anh em phải được cái gì? Anh em đã bỏ một số tiền ra thì anh em phải được cái gì thì anh em mới chơi. Đấy, và mình cũng vậy thôi. Nếu như mà chơi không được cái gì thì việc gì mình phải ngồi mình nghiên cứu cầu trước 15 phút. Mình mới lên video mình chơi cho anh em xem. Đấy. Nhiều anh em bảo vì sao mình không đánh luôn mà mình phải lên video làm gì. Đấy, mình lên video để mình chơi cho nó cảm xúc anh em, cũng như là mình cũng chia sẻ cho anh em về những cái mẹo bắt cầu của mình. Đấy, ăn luôn của 3M này. Con này thì để mình xem nào. Con này thì ở đây nó là 6 6 8 14 14 12 12. Con này phang xỉu tiếp anh em nhé. Mình sẽ phang xỉu 3M tiếp anh em này. Đấy, nó tài xỉu mà anh em ơi, tài xỉu nó có hai mặt. Đấy, cũng giống như là anh em cái gì bên ngoài cũng thế thôi, cái gì thì nó cũng có hai mặt thôi. Đấy, tài xỉu cũng thế, nó cũng có hai mặt anh em nhé. À, quả này thì mình đã quyết định mình vào xỉu. Quả này xỉu 8 thì nó vẫn dễ làm xỉu 8 tiếp hoặc nó sẽ lên xỉu 9. Còn nếu mà tài thì con này mình nghĩ sẽ tài 12 nhưng mà khó tài anh em ạ. Bởi vì cầu đi khuôn như này thì nó rất khó gãy. Con 68 game bài nó ít khi gãy cầu lắm anh em ơi. Nếu anh em chơi thì anh em sẽ biết rằng con 68 game bài nó ít khi gãy cầu lắm. Đây thì nó đi rất là đều luôn, 3-3-3, 2-3-2. Mình nghĩ nó sẽ đi 2 xỉu và sau sẽ đi 3 tài tiếp hoặc nó sẽ đi 2 xỉu xong đi 1-1 luôn. Đấy là cá nhân mình chơi thôi anh em nhé. Đấy, biết ngay mà. Như vậy là lãi 3M rồi anh em ơi. Mình biết ngay là kiểu gì nó cũng đi xỉu mà. Đấy, anh em thấy chưa? Đúng xỉu 9 không? Mình đoán chỉ có xỉu 9 thôi. Nếu mà nó không xỉu 9 của này ấy, xỉu 9 của này thì nó sẽ có hai cái trường hợp cho anh em. Nếu mà ở đây nó là xỉu 9 thì nó sẽ có một cái trường hợp, đó chính là nó sẽ nằm tiếp. Đấy, nếu xỉu 9 thì anh em có thể đánh nằm tiếp, nhưng nếu như quả này lúc nãy thì mình muốn nó về 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 xỉu 8 hơn, xỉu 8 thì anh em thể bẻ sang tài. Nhưng mà đây xỉu 9 thì anh em có thể nằm một phát xỉu nữa, phát này thì anh em nằm nhẹ tiền thôi anh em nhé. Phát này thì mình không chắc chắn nhưng mà đối với kinh nghiệm mình chơi thì đa số những quả 8 9 thì mình nghĩ nó sẽ nằm tiếp. Nó sẽ nằm 9 tiếp hoặc là nó sẽ về 8. Đấy. Còn không không nó không bao giờ nó về lẻ đâu anh em ơi. 100% nó phải phải về chẵn. 8 9 thì quả này vẫn xỉu chẵn. Nếu mà tài thì nó sẽ là tài tài chẵn chứ không bao giờ tài lẻ luôn anh em ơi, để khẳng định luôn với anh em ấy. Cái này thì rất là phù hợp dành cho anh em đánh tài xỉu mà có khả chế độ đánh chẵn lẻ anh em ơi, có khả đánh chẵn lẻ thì ok. Anh em kiếm tiền nó ngon hơn. Thấy chưa anh em ơi?
Đấy, đúng xỉu chẵn không? Không bao giờ có chuyện xỉu lẻ luôn. Tài nếu như mà tài thì nó cũng vẫn xỉu chẵn tiếp. Nhưng mà lẻ thì không có đâu anh em. Còn này thì 100% sẽ là chẵn rồi. Anh em đánh như kia thì anh em sẽ biết. 4 thì anh em có mạnh dạn anh em đánh tài như mình nha. Đấy, khi nó xuống 4 rồi thì anh em cứ phăng tài mạnh như mình. 4 thì nó cũng rất dễ lên tài, nhưng mà con này mình nghĩ nó tài nó sẽ là tài 11 hoặc là xỉu 10. Sẽ có hai khả năng, đó chính là một là nó về tài 11, hai nó về xỉu 10. Tài 11 thì mình ăn nó xỉu 10 phải chịu anh em. Nhưng mà con này mình vẫn nghiêng về xỉu hơn, nhưng mà không biết sao mình trước khi mình vào cầu thì mình là vào con mẹ nó tài bắt rồi anh em. Và bây giờ cũng không rút lại tiền được. Không sao anh em nhé, đã vào tiền rồi phải tự tin thôi anh em ạ. Phải tự tin vào bản thân của mình thôi, chứ không thể nào mà sợ được. Khi đã vào sợ thì không nên vào. Đấy, có thể là anh em nhìn cách mình chơi thì anh em cũng đã hiểu một phần nào cách xoay cầu cũng như là cách nhìn cầu anh em. Lát nữa mình sẽ phân tích rõ hơn. Đấy, xỉu xỉu 8, xỉu chẵn tiếp. Đấy, như vậy là tay này toang em nhé. Nhưng mà trong video này thì vẫn lãi được 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Như vậy vẫn còn lãi rồi anh em. Chơi làm sao mà không âm vốn là được. Còn cái cách xoay cầu thì có lẽ là anh em nhìn qua cách mình chơi thì anh em cũng biết cách mình đoán cầu như nào rồi, nên là anh em nào muốn áp dụng theo mình thì anh em áp dụng, không thì anh em chơi theo phương pháp của anh em cũng không sao cả anh em nhé. Còn anh em hỏi mình đang chơi con gì thì mình cũng nói luôn, nó chỉ là 6-8 game bài. Con này thì nạp rút tiền khá là nhanh, nên là anh em có thể hoàn toàn anh em đầu tư vào trong này được anh em nhé.